thấu hiểu được những giá trị cốt lõi của Heineken Việt Nam, ADP đã hiện thực hóa ý tưởng Everfresh nhằm hỗ trợ tối đa các hoạt động của nhân viên với sự đa dạng về các hình thức ngồi làm việc cùng ngôn ngữ thiết kế trẻ trung hiện đại, phản ánh được các tinh thần thương hiệu của Heineken. Những không gian chỉ có tại văn phòng Heineken Việt Nam. Quầy bar ngay tại văn phòng, nơi có thể tìm thấy tất cả những sản phẩm của Heineken Việt Nam. Khu vực tương tác với hình ảnh đánh thức bản lĩnh đặc trưng của thương hiệu Tiger. History Wall, bức tường mang dấu ấn di sản 150 năm của thương hiệu trên toàn thế giới và 30 năm đồng hành với Việt Nam.